Ok, chào cả nhà nha. Thì hôm nay tiếp tục làm một cái video chia sẻ cho các anh chị về cái chủ đề sử dụng két. Thì cái chủ đề ngày hôm nay là hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà chúng ta in mờ một cái laser nào đó trong cái băng vẽ của chúng ta. Thế thì cái việc này chúng ta sẽ ứng dụng khi nào hay là tức là trong xây dựng chúng ta thì khi mà các anh chị in những cái bản vẽ, ví dụ như các chị là đơn vị tư vấn thiết kế nhà ở riêng lẻ đi, thì trong cái hồ sơ chúng ta có cái phần MI, thì cái phần MI đó chúng ta sẽ lấy cái mặt bằng từ bên bên kiến trúc qua, là rồi chúng ta vẽ các cái đường điện này, đường internet này, hay là đường cấp thoát nước gì đó, là MI, nói chung là thống MI. Thì khi mà các anh chị in bản vẽ, phát hành bản vẽ ra, mà nếu mà chúng ta in mà nó với cái 100% á, thì các cái nét nó sẽ rất rất là khó nhìn, với là tức là các cái nét kiến trúc và nét và MI thì nó như nhau, tức là nó có cái độ gọi là độ 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 đậm nhạt như nhau á, thì chúng ta sẽ rất là khó nhìn trong cái bản vẽ đó, nó không có nổi được cho cái phần MI, bởi vì cái bản vẽ MI là chúng ta chủ yếu là chúng ta xem cái phần MI thôi, còn phần kiến trúc nó là cái phần phụ, cho nên chúng ta phải in mờ nó đi thì chúng ta mới xem được, chứ mà chúng ta in đậm lên hết thì chúng ta rất khó xem đó nè, đọc rất là khó, khó, nói chung là rất là khó đọc, cho nên là chúng ta sẽ ứng dụng cái việc này là như vậy. Còn ngày xưa thì mấy anh sinh viên, tức là thời sinh viên thì mọi người mới hay có cái vụ gọi là vẽ trên két xong rồi in mờ rồi ra đi đi tay, là không là đi tay bằng bút bút lại đó, ngày xưa sinh viên hay chơi chiêu đó nè. Còn đi làm thì chúng ta thường hay chúng ta sử dụng để chúng ta in cái phần bản vẽ cho cái hệ thống MI, hệ thống MI chúng ta cần phải in mờ cái phần kiến trúc đi, còn MI thì chúng ta phải in với cái nó là cái độ đậm nhạt nó là 100% đó nè. Thế thì chúng ta sẽ làm cái việc này nó như thế nào, thì hôm nay chúng ta sẽ theo dõi cái video này. Các anh chị nào đang học két thì hãy xem hết video nhé, đừng có bỏ lỡ sẽ hối tiếc cả đời luôn. Ok, đây tôi có cái bản vẽ này, tôi ví dụ nha, đây là bản vẽ kết cấu thôi chứ không phải bản vẽ điện đâu. Đây là cái phần cọc nè, tôi ví dụ như đây là một, bây giờ tôi muốn in mờ cái phần cái nét màu đỏ này đi chẳng hạn, cái nét màu đỏ không nào, in mờ cái nét màu đỏ này, là phần phân bơ này, tôi sẽ in như thông thường này. Đó, đây gọi là thông thường này, review này, là dùm lên đó, là chúng ta thấy hết nó nào, tức là các nét đều có cái độ đậm nhạt của nó là 100% hết này. Rồi các bạn nhìn kỹ cái nét màu đỏ là cái nét cọc, cái những cái đường vẽ và tim cọc này nha, đây là độ 100% này. Bây giờ tôi sẽ in mờ nó đi, thì các bạn vào đây để tôi mở cái này ra, bên đi cam cái này, rồi bên trên B này. Các chị vào đây nha, vào chỗ này nè, cái block style nè, rồi chúng ta sẽ click vào chỗ này, click vào đây, rồi chúng ta sẽ chọn cái tab form view này, rồi chúng ta kéo xuống ở đây nè, nó có cái màu sắc này, thì cái laser mà chúng ta chọn, chúng ta bạn muốn in mờ cái laser nào á, cái màu sắc nào á, cái màu nào á nè, thì chúng ta coi cái laser đó mà các anh chị setting cái màu đó là màu gì đó nè, phải đúng số thứ tự nha, chúng ta phải phải biết đúng số thứ tự của nó. Này ví dụ như cái màu đỏ của tôi là cái color số 1 nè, số 1 này đó chính là cái màu đỏ nè. Rồi chúng ta sẽ chọn nó thôi, chọn cái màu đỏ này, rồi chúng ta qua đây ring này nha, ring đây, nó đang ở chế độ gọi là 100% nè, 100% nè,
Đó, nó đang mặc định là 100%, bây giờ tôi muốn nó tầm 50% thôi, nhập vào 50%, ship lại, rồi review vậy. Oh, này nó chọn cái kia rồi, chọn lại. Đây, review nè. Đó, bây giờ chúng ta zoom lên là chúng ta thấy nó nhạt rồi không? Nhạt rồi. Các bạn nhìn thấy cái nét cọc nha, cái nét tim cọc nó nhạt rồi ha, nó đã 50% đấy. Đây, bây giờ tôi đỡ lại 100% này. Save and close review. Đó, đây là 100% nè. Đó nè. Đây đỡ cho mọi người nhìn thấy cho nó rõ nè, 100% nè. Cái nét này nè. Đó, những cái nét này nè, là những cái nét đỏ này, 100% nè. Rồi bây giờ chúng ta thử lại nè. Tiếp vào đây. Chọn color one màu đỏ nè, chọn 50 chẳng hạn hoặc là 40 đi. Tùy nó nè. Nói chung làm sao đó chúng ta, ví dụ như các anh chị mình mất bản vẽ mà em y thì chúng ta đỡ chừng 50 60 là được rồi. Còn lại các cái line của bên laser bên em y chúng ta đỡ 100% là đẹp. Là vô là chúng ta sẽ đọc được cái hệ thống AMI rất là nhanh đúng không? Cái nét AMI nó sẽ nổi hơn. Nếu chúng ta xem thì nó rất là dở. Chứ còn có nhiều người in cái bản vẽ AMI mà chúng ta in luôn cái độ đậm nhạt cả pha bên kiến trúc rồi là AMI đồ đỡ 100% hết, đọc chả làm sao, đọc không thể nào hiểu được, rối tung rối mù lên hết. À, có nhiều người, có khá nhiều anh chị như vậy chứ không phải là không phải là một hai người có nào, tức là có những người có kinh nghiệm lâu năm chứ không phải là nói cho các bạn mới ra trường thì mình cũng nói, nhưng mà các anh chị làm lâu năm cũng bị cái trường hợp này, in cái bản vẽ ra đọc không được, đọc chán. Nói chung cái này là một cái mà chúng ta cũng phải lưu ý là, nói chung là mấy đơn vị tư vấn mà làm lâu chuyên nghiệp thì họ biết cái điều này mà họ có làm về MI nha, chứ còn mấy ông kiến trúc sư mà ông không bao giờ vẽ MI biểu ống lâu lâu ông tham gia ông vẽ MI ông in ra đọc không được, đọc nó in hết, nếu mà in với cái độ đậm nhạt mà bằng nhau thì ra đọc đọc những cái đường MI rất là rối. Cho nên là chúng ta phải phải khi mà chúng ta in bằng vẽ MI thì cái phần kiến trúc chúng ta chỉnh cái màu sắc cái độ đậm nhạt xuống là tầm 50-60% là được, 50-60 là được, in ra thì chúng ta mới mới thấy được. Ok, đơn giản như thế. Anh chị chỉnh đây này, ok 50, ok ship này, review này. Đó, dừng lại như mọi người. Đó, nó vô nét nãy nhưng mà giờ nó mờ hơn rồi, mờ hơn không ạ. Là thấy nó mờ hơn rồi, đơn giản là easy, very easy. Ok, thế thì hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà chúng ta in cái view ra là chúng ta ứng dụng nó thôi. Còn cái việc sử dụng có nhiều người họ biết nhưng mà không biết khi nào chúng ta sử dụng nó, đó là không biết khi nào chúng ta muốn sử dụng tới nó, thì có nhiều người họ biết, tức là có nhiều anh chị biết biết cách làm đó nhưng mà mình ứng dụng nó, thì tôi nói là khi mà chúng ta in những cái bản vẽ MI đó, những cái bản vẽ trong thiết kế ví dụ trong MI thì cái phần kiến trúc chúng ta phải in cái độ đậm nhạt nó thấp xuống, rồi phần MI chúng ta đỡ 100% đó, thì chúng ta mới mới, mới 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 quan sát được. Hoặc là trong những cái bản vẽ quy hoạch đó các anh chị, trong cái bản vẽ quy hoạch có một số cái bản vẽ về hiện trạng nó hoặc là những bản vẽ sang nền đó, họ buộc phải đỡ cái phần bình độ, đó là cái phần cao bản vẽ mà phần cao sát có bình độ thì họ in nó chỉnh cái nét laser đó, rồi chúng ta in cho nó cái độ nhạt nó nhạt xuống xíu, cho nó đậm quá thì nhìn cả cái mặt bằng nó rối đọc không ra được, đó là cho nên chúng ta phải tùy từng trường hợp mà chúng ta sử dụng cho nó hợp lý. Thì đó là một vài cái trường hợp đó mà mọi người hay ứng dụng trong cái việc mà công việc thôi, thì các anh chị nắm để mà chúng ta lưu ý. Tức là cái video ngày hôm nay là tôi không chỉ hướng dẫn cho mọi người cái thứ nhất là hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà các anh chị in mờ một cái nét nào đó, một cái nét nào đó trong layer kép, trong bóng ngoài kép. Và cái thứ hai tôi muốn gửi đến là trong những hồ sơ thiết kế mình, các anh chị lưu ý là chúng ta phải in mờ
chứ còn nhiều người không biết, cho nên là cứ in đỡ 100% mét thì nó rất là rối, là đọc cũng được, đọc nó chán lắm. Đọc thì ráng đọc thì cũng được đó, nhưng mà nó không có tạo một cái cảm giác gì dễ chịu đó. Người đọc rất là bức bối, bực mình, nói chung là bực mình, đang bực mình mà anh nào anh đem bản vẽ đó anh trình lên mà thấy là bực mình thêm. Cho nên nó các chị lưu ý như vậy. Như vậy là cái video ngày hôm nay là tôi có hai cái mục đích, đó là thứ nhất là hướng dẫn mọi người cách mà chúng ta sử dụng, cách nếu mà chúng ta in mờ một cái laser nào đó trong ghép, và cái thứ hai là cái khi mà các anh chị in cái bản vẽ MI của một cái công trình nào đó thì các anh chị lưu ý như vậy, cần phải in mờ phần kiến trúc đó. Ok, thì cái nội dung mà hữu ích thì anh chị có thể ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và nhớ nhấn vào cái nút chuông ở bên cạnh đó nè, thì chúng ta sẽ nhận được những cái thông báo về những cái video mới nhất. Đồng thời nếu mà cảm thấy hữu ích cho bản thân thì có thể share cái nội dung này tới bạn bè người thân. Đó. Ok, thế thì cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người thành công. Cảm ơn.